Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu. Nay mời các bạn đến với kỳ Olympia Chess lần đầu tiên năm 1927 để chứng kiến ván cờ giữa hai kỳ thủ Luis Argentino Palau và Jan Wilhelm Coste. Luis Argentino Palau là kiện tướng quốc tế người Argentina, còn Jan Coste là một kỳ thủ cờ vua người Hà Lan. Ván cờ này mình làm theo cầu của bạn Đặng Bá Tân. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Luis Palau được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước mã F3 thăm dò đối thủ. Gian Coste đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt D4, đen đi tốt G6. Trắng phát triển mã C3, đen đi tốt D5, tranh giành trung tâm và mở đường cho tượng phát triển. Trắng phát triển tượng F4, đen nhảy mã H5 tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng E5 tấn công xe đen đen để tốt f6 tấn công lại tượng trắng, trắng chạy tượng về g3, mã đen ăn ngay tượng trắng, tốt trắng ăn lại mã đen và bị tốt chồng. mặc dù bị tốt chồng nhưng bù lại đã mở đường cho xe trắng kiểm soát cột nửa mở hát đen để tốt c6 bảo vệ tốt d5, trắng để tốt e3 mở đường cho tượng phát triển. đen đi tượng g7 chuẩn bị nhập thanh trắng phát triển tượng d3 nhắm về phía tốt đen g6 và h7. Lẽ ra ở đây đen nên nhập thành hoặc là đẩy tốt F5 để phong tỏa đường tấn công của tượng trắng. Nhưng mà chắc là bất cẩn cho nên đen lại đẩy tốt E5. Và máy tính đánh giá đây là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. Chớp lấy sai lầm này, trắng thí sẽ ăn tốt đen. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu xe đen ăn xe trắng thì tượng trắng ăn tốt đen chiếu bắt xe đen vừa bị mất nhập thành vừa thiệt mất hai tốt. Ở đây nước tốt nhất cho đen không phải là ăn xe trắng mà lại để tốt e4 tấn công đôi mã và tượng trắng. Xe trắng ăn tượng đen thì đen để tốt g5 nhốt xe trắng lại và kiểu gì cũng sẽ bắt lại được mã hoặc là tượng của trắng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen lại tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng nữa là chạy vua lên F7 bảo vệ cả tượng và tốt G6 lại còn mở đường cho hậu bảo vệ xe tưởng rằng đây là một nước đi chu toàn vì cùng lúc bảo vệ được cả tốt lẫn tượng ai ngờ tượng trắng ăn tiếp tốt đen triệu và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thiên tài ở đây đen nên chạy vua về F8 hoặc là G8 thì mặc dù bị trắng công rất mạnh nhưng mà đen vẫn chống đỡ được ít nhất cũng phải một hai chục nước đi nữa thế nhưng ở ván cờ thực tế đen lại ham hố lấy vua ăn tượng trắng và rơi vào trận địa mai phục không lối thoát trắng không chạy xe mà thí mã ăn tô đen chiếu và máy tính lại đánh giá đây là nước đi thay tiền lúc này đen nên lấy vua ăn xe trắng sẽ kéo dài được cái nỗi đau thêm một chút nhưng mà thực tế đen lại lấy tốt ăn mã trắng Trắng nên tung ra một loạt các sát chiêu để kết thúc ván cờ Hậu trắng H5 chiếu Đen chỉ có nước duy nhất là chạy vua F6 Hậu trắng ăn tốt đen chiếu tiếp Đen chạy vua F7 Hậu trắng ăn tượng đen chiếu tiếp Đen chỉ có hai cách là chạy vua E6 hoặc là E8 Mà chạy đi đâu thì cũng sẽ bị chiếu hết ngay lập tức nên biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Đen đành chịu thua Như vậy chỉ vòn vẹn 10 năm nước cờ Thì kiện tướng Luis Palau đã tung ra đến 3 nước đi thiên tài Để hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối thủ Đây có lẽ là ván cờ có số nước đi ít nhất Trong lịch sử các kỳ Olympia Chess từ trước đến giờ Nếu bạn nào biết ván nào mà có ít hơn Thì hãy comment để mình đính chính lại thông tin nhé Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại